Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trứng chim cút là một trong những loại thực phẩm quen thuộc được chúng ta sử dụng hàng ngày. Mặc dù sử dụng nhiều là thế, nhưng liệu rằng chúng ta đã biết hết những công dụng của trứng chim cút hay chưa? Quả trứng tưởng rằng như nhỏ bé này nhưng lại chứa rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Và dưới đây sẽ là những công dụng tốt cho sức khỏe của trứng chim cút. 1. Giảm nguy cơ mắc bệnh nan y. Lượng kali thấp trong cơ thể có thể khiến bạn dễ mắc các bệnh nan y như tim, huyết áp cao, viêm khớp, đột quỵ, ung thư và rối loạn tiêu hóa. Trứng chim cút bổ sung lượng kali cần thiết cho cơ thể, giúp bạn khỏe mạnh. 2. Ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Trứng chim cút có chứa nhiều vitamin A và C, có thể ngăn chặn sự khởi phát của nhiều bệnh mãn tính và tăng cường sức khỏe tổng thể. 3. Điều trị dị ứng và viêm. Ovomucoid có trong những quả trứng cút nhỏ nhắn, hoạt động như một thành phần chống dị ứng tự nhiên. Viêm, sung huyết hoặc các triệu chứng khác của phản ứng dị ứng có thể được giảm bớt bởi sự trợ giúp của trứng cút nếu bạn tiêu thụ nó. 4. Tăng cường trao đổi chất. Vitamin B có trong những quả trứng chim cút có thể tăng cường hoạt động trao đổi chất trên toàn cơ thể bằng cách cải thiện chức năng của hormone và enzyme. 5. Tăng cường khả năng miễn dịch. Trứng chim cút cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Chúng làm sạch máu khỏi độc tố và kim loại nặng, tăng cường độ tinh khiết của máu, tăng cường trí nhớ và tăng hoạt động của não. 6. Tăng nồng độ huyết sắc tố trong máu. Hàm lượng sắt cao trong trứng cút có thể giúp người thiếu máu ở mức độ lớn. Ăn trứng cút thường xuyên cải thiện nồng độ hemoglobin. 7. Cải thiện thị lực. Vitamin A có trong trứng chim cút bảo vệ thị lực, giúp giảm thoái hóa điểm vàng và ngăn ngừa sự phát triển của đục thủy tinh thể. 8. Kiểm soát huyết áp. Trứng chim cút có nhiều kali. Khoáng chất này giúp giảm căng thẳng cho các động mạch và mạch máu, do đó giữ cho huyết áp trong tầm kiểm soát. 9. Cải thiện sức khỏe của tim. Lipoprotein mật độ cao chiếm hơn 60% chất béo trong trứng cút. Axit béo có lợi này hỗ trợ sức khỏe của tim. Tuy nhiên, đối với những người có vấn đề về cholesterol, việc bổ sung quá nhiều trứng chim cút vào chế độ ăn là không nên. 10. Ngăn ngừa sỏi bàng quang. Những quả trứng cút thúc đẩy sức khỏe của thận, gan và túi mật. Chúng có chứa một thành phần khác gọi là lecithin, giúp phá vỡ sỏi bàng quang và ngăn chặn sự phát triển của những viên sỏi. 11. Làm dịu ho và hen suyễn. Các đặc tính chống oxy hóa trong trứng cút có thể cải thiện chức năng phổi tổng thể. Chúng đặc biệt giàu vitamin A và selen. Do đó, loại trứng này giúp hỗ trợ điều trị các vấn đề về hô hấp như ho, hen suyễn và bệnh lao. 12. Giảm đau dạ dày và đau bụng. Trứng chim cút có thể là một phương thuốc thần kỳ cho các rối loạn tiêu hóa như viêm dạ dày, loét tá tràng. Các hợp chất chống oxy hóa mạnh và kiềm trong những quả trứng này sẽ kiểm soát các vấn đề tiêu hóa của bạn. Vâng, bên cạnh những công dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh lý nhất định của trứng chim cút, thì quý vị cũng nên nhớ một số lưu ý nhỏ trong quá trình sử dụng để không làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có của nó. Mặc dù ăn trứng chim cút có lợi cho sức khỏe, đôi khi ăn quá nhiều, chúng có thể mang lại tác dụng phụ như tăng nguy cơ tụt huyết áp và hạ đường huyết. Đối với những người có vấn đề về cholesterol, việc bổ sung quá nhiều trứng chim cút vào chế độ ăn là không nên, vì trứng cút có nhiều cholesterol. Ngoài ra, hãy hạn chế ăn trứng cút mà không hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn muốn mang thai hoặc cho con bú. Tuy nhiên, ăn trứng cút trong chừng mực luôn luôn được khuyến khích. Vâng, trên thực tế thì trứng chim cút rất tốt nếu như bạn biết ăn đúng cách. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về ăn trứng chim cút đúng cách. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.